chưa biết về gì luôn á. Nè cắm vô chứ thiệt. Hello mấy chị. Mấy bao tải hết anh? Để cái máy gì chạy vô cái lúc nguồn. À, hôm nay giờ không biết hàng bán hết không nữa. Cá hai cá ngang qua. Cá ngang. Tí lấy bịt bóng gương múc lông rồi đi. Ngồi cái chỗ thế này với lại ghi chữ cho đàng hoàng vậy. Alo mấy chị nha. Tự nhiên cái em thành hot trend à. Không hiểu vì sao nữa. Chào mấy chị. Bấm giúp giùm em cái nút chia sẻ nha mấy chị nha. Bấm giúp giùm em cái nút chia sẻ. Giúp giùm em cái nút chia sẻ quý vị ơi. Thiệt nghe anh đó nè, em đặt một thùng son này về để em tặng mấy chị Tết nè, tặng những fan cứng của em nè. Trời chậm mẹ nó thiệt á. Hàng này là cái hôm qua em nói chị hàng nghe, hàng Thụy Sĩ gì em đọc em quên rồi. Mà cái con làm tài chính với em á mấy chị, là nó tính em cái giá giật giật mình lắm. Nó nằm ở giá chỉ có 100 mấy thôi, nhưng mà cái son nó lĩnh. Trời ơi em mê mấy chị. Ê, một mình mà hai hộp son 22 cây. Chắc nói không tin quá. Thiệt mấy chị, nó mềm mà nó mịn lắm. Mà cái độ bám nó hơi bị sướng mấy chị. Nè, trời ơi, coi màu nu nè. Coi cây màu nu nè. Cây son mà đưa lên như cung cu ấy. Đây, đây mấy chị. Trời ơi, nè, cái màu này em đang đánh nè. Ôi, quá trời đẹp luôn mấy chị. Cái son mà nó đã quá trời, để em đặt một thùng mấy chục cây về ha. Để em đặt một thùng mấy chục cây về để Tết tặng quà Tết cho mấy chị. Kệ mẹ nó cho nó vui ha. Còn em đổ nợ kệ mẹ nó đi mấy chị. Đừng quan trọng. Hôm nay về áo cho mấy chị tính nhiêu đây thì chưa biết bán nhiêu đây nè. Chứ thì em bước xuống nhà dưới chứ thì em mặc cái quạt kéo qua không. Hai thằng không biết bữa nay ghi ra hai ông ngoài kia có đọc được hay không nữa. Kể một vấn đề. Nói kể một vấn đề nan giải luôn. Hôm nay hai thằng đã viết bill. Có ai thấy tôi chưa có tặng son cho tôi không nè? Ráng lên cái phân cứng đi. Tết có quà liền. Thầy ơi, bữa trưa like gì có không? Gì có sáu mấy người vậy? Trời ơi, sáu mấy người mở nhạc tụng kinh cho nghe luôn hết trời. Thiệt. Má lên hàng 200 mấy, 300 triệu. Giờ 65 người coi. Má chậm mẹ thiệt chứ. Nè mấy bà nội, bốn bao tải ngoài kia với bao tải ở năm nè. Một cái bao này đây là hai người khiêng không nổi luôn nha mấy chị nha. Nói cho biết á. Rồi làm ơn làm phước bấm cái nút chia sẻ lên cái, gắn cái cục wifi vô đít cái. Tại vì hàng này là hàng áo free size, có nghĩa là cũng chưa mở hàng nữa, cho nên là nãy giờ nói toàn nó khoét không á mấy chị. Nãy giờ em nói toàn em nói phét không à. Áo đây mà khi like xong mà mấy chị đặt lại là thua. Tại giờ 1000 áo mà 1000 áo mà hết 800 mẫu. Chị nào thương thương em mở hàng cái cho đẹp đẹp cái coi ha. Chị Tươi Lê, em nói rồi, Tết năm nay em sẽ tặng quà cho những chị phân cứng đó. Phân cứng Cẩm Tú nè. Nè, phân cứng Cẩm Tú áo thun thái nha. Rồi giờ bán áo thun thái cho mấy chị. Trời ơi, đẹp không mấy chị. Cầm cái con áo mê say luôn. 160.000 quý vị ơi. Free size. Mấy con này mấy chị mặc với sọt, mặc với đồ đã lắm nha. Em nói thật lòng luôn. Free size. Mấy con này mà mấy chị mặc lên với sọt, em nói không mê đi kiếm em luôn. Mấy con này mặc lên không mê đi kiếm tôi luôn á mấy chị ha. Rồi mã đầu tiên 160.000, chị nào chốt chốt giùm em nha.
nói chuyện chút xíu đi rồi có người vào không? Nè nè, bà nào chốt giùm tôi cái đó phân cứng Mido nè. Trời ơi coi nè, trời ơi coi áo nè. Ngày hôm nay áo 160 về mấy chị không chốt được là không bao giờ mấy chị chốt được ha. 60 đến 100 kg là ok con gà máy mơ luôn. Mấy chị mặc với sọt nè. Nói anh Bảy làm ơn làm phước trả cái quần cho tôi nha. Hồi trưa hỏi cái quần rin của tôi đâu, anh nói anh mặc rồi. Bà hỏi gì mà ông Phước ông trả lời. Bà hỏi cái gì mà ông Phước ông trả lời là cái quần ông mặc rào vậy bà nội. Chụm mẹ tôi nói thiệt, ngày hôm qua giờ tôi nói đù má. Tôi không biết tôi bị ai phốt mà đù má tới 5-700 đứa nó add Facebook tôi là tôi nói tôi bị phốt chắc luôn. Ai ngờ bên đây phốt thiệt. Chụm mẹ nó thiệt chứ. Rồi áo Thái nha. Áo Thái em cứng luôn nè. Chưa cứng gần cứng. Dạ mở hàng giùm em cái đầu tiên cho may mắn cái đi mấy bé. Rồi chốt giùm em áo vàng. Áo vàng đầu tiên nè. Trời ơi mấy cái con này là mấy chị mặc với sọt. Nó sung sướng thiệt chứ. Nó đúng sung sướng luôn. Đúng vậy rút cái thuốc dây vậy. Ồ coi áo nè. Ồ thích thiệt. Ngày hôm nay lô áo 1.000 một cái thôi. Em mở hàng một cái cho chị nè. Cảm ơn chị Hồng Mỹ Chi cái vàng này nha. Con này về mặc với sọt đen đẹp lắm. Mai về sọt rin với lại quần rin cho nên mấy chị phải theo dõi Facebook. Nói chung là những cái áo này dòng vú đã lắm mấy chị. Dòng vú sướng lắm. Rồi áo vàng của chị Hồng Mỹ Chi cảm ơn nè. 160 của bé Hồng Mỹ Chi cảm ơn chị mở hàng. Trao đẹp luôn. Tặng Hồng Mỹ Chi cây son luôn. Tôi nói tôi trao đẹp lắm. Thiệt tặng Hồng Mỹ Chi cây son bỏ vô. Ừ vậy đi. Ừ vậy đi mấy má. Mình có qua là mình phải có lại nha. Rồi. Ừ coi như bán cái áo lỗ lòi le luôn. Rồi lên tiếp tục nha. Lên tiếp tục. À, tí qua bên này đi con. Để chị Thiện ghi tí qua bên này. Để ship đồ con. Rồi tiếp tục nhớ ship gì nè. Tí biết ship gì không. Tiếp tục mấy chị nè. Cầm mấy tờ giấy lại. Tiếp tục áo đỏ. Áo đỏ này. Trời ơi xinh quá. Áo đỏ nha. 160.000 áo đỏ. 160.000 áo đỏ. Áo đỏ này dòng vú dưới 120 nhỏ hơn cái hồi nãy tí xíu. Mấy chị coi cái form áo đỏ giúp em nè. Đẹp chưa. Chốt giùm em áo đỏ. Áo đỏ dòng vú dưới 120 chưa tính đồ co giãn nha. Rồi chốt giùm em áo đỏ. Con ship làm 2 cũng được tí. Con ship làm 2 cũng được. Con ship làm 2 để gì vậy? Con thấy ai công bằng tụi mấy gì lắm. Ủa mấy chị mua một cái tặng cây son hả? Dạ. Vậy mua chục cái tặng. Ờ mua chục cái tặng cây son. Rồi ngày mai mày thấy tao mất tích trên thiên hạ là mày biết rồi ha. Ngày mai mày thấy tao không còn ở trên cái tổ quốc Việt Nam này nữa là mày biết rồi. Đi đứng đường rồi. Ha. À, sắp vậy rồi đó. Trời ơi tôi muốn giết người tôi hẳn yêu. Tao nói đôi lúc ở nhà mà làm nguyên cái vàng nó khùng khùng một hai đứa nó còn đỡ. Còn đây tao nói làm mà coi là nguyên thằng khùng nó ngồi tự dưng trùm bi bóng nó tự kỷ vậy. Bụi quá. Trời ơi là trời. Rồi lên tiếp đi mấy chị. Lên tiếp. Để ông kiếm lại hàng coi thử cái quần nó đi đâu về đâu mấy chị. Bán riết là để người ta đòi quần nè. Làm ơn làm phước chốt cái con áo trắng này giùm tôi cái 160 nè. Nè con này là phơm giấu quần nha. Con này là phơm giấu quần. Nè. Con này là phơm giấu quần nha. Ủa nè tặng cái son hết hàng. Tặng cái son mà trong cái hộp đỏ phải không. Tặng cái son mà cũng ca sĩ không. Đời nào tặng cái son hết hàng bà nội. Bà nói bôi trò chết cháu cho tôi. Chụp hình qua, đơn liền. Nè nè nè, phơm giấu quần nè. Mà cái này nó hay lắm nha. Cái này ở sau là nó lót ren nè, mấy má thấy không. Đó, ở sau lưng lót ren nè. Con này là hơi bị xinh nha. Rồi 160.000 con này là bà Phương mặc được nè. Con này bà Hòn Hiểu Phương mặc được nè. Đây, Hòn Hiểu Phương áo trắng ren. Chốt giùm em áo trắng ren nha mấy má. Mấy má ơi, áo trắng ren nè. Rồi tiếp tục nè mấy má. Tiếp tục hôm nay toàn đồ đẹp. Áo loan đẹp không? Màu loan đẹp không? Ôi con này mà mặc với rin là sung sướng lắm nha. Chốt giùm em con màu loan. Nói chung 60 đến 100 kg mặc được hết ha. Đây. Đây là chốt giùm em là con màu loan. Hoàng Hiểu Phương áo trắng nè. 160 của Hoàng Hiểu Phương. Con này mặc với sọt đẹp. Hoàng Hiểu Phương 160 ship đàng hoàng nha. Rồi chốt giùm em. Sao hầu trước mấy quạt này tao không bùi mày bùi. Đây là có bao nhiêu chỗ chút điện này cắm cái máy hút điện.
Thấy trắng đẹp. Áo loan của bé Trần Thị Tường Minh nè. Trần Thị Tường Minh 106 nè. Áo loan. Chưa để nó đi. Em có để cái áo dài hay cho chị Minh rồi đó. Rồi tiếp tục áo xanh mấy chị. Áo xanh chữ. Con này 106 luôn. Chốt giùm em xanh chữ. Chốt giùm em xanh chữ nha. Xanh chữ. Ôi hôm nay chị Minh mua mấy cái này cho con bé là mặc mê luôn. Rồi xanh chữ nè mấy chị. Xanh chữ. Tiếp tục ha. Tiếp tục. Hôm nay là lên áo không không mấy chị? Hôm nay lên áo không? Con này form dài nè. Con này nếu mà chị nào dưới 80kg thì ok nè. Con này chị nào dưới 80-85kg thì ok. Chốt giùm em. Chốt giùm em là hồng ruốc. Hồng ruốc nha mấy chị nha. Hồng ruốc. Hồng ruốc. Bữa nay không có mấy đứa nhỏ. Đứa cầm, đứa like cho nó mau. Đứa mở, đứa like cho nó mau. À, áo chờ đen là gì? Áo chờ đen là áo gì? Áo chữ đen. Áo chữ đen là áo xanh chữ đen hả Phong chị? Vừa vừa. Hồng ruốc, hồng ruốc, hồng ruốc của bé Trần Bùi Thị Tường Minh. Hồng ruốc của bé Minh nè. Hồng ruốc của Trần Thị Tường Minh. Trời ơi đỏ chữ, đỏ chữ mấy bé ơi, đỏ chữ nè. Trời ơi đỏ chữ đẹp quá. Đỏ chữ quá trời đẹp luôn á mấy chị. Đỏ chữ đưa ngu ghê, đưa form sau. Chốt giùm em đỏ chữ, form này là form giấu quần nha. Form này form giấu quần đỏ chữ nè. Đỏ chữ. Đỏ chữ áo nữ gái. Trời ơi vải đẹp lắm. Vải đẹp mê hồn. Không em chờ áo đen hồng ruốc. Nè thích đen chờ một chút. Đây mấy chị, chốt giùm em hồng ren. Đây là cổ sau nè. Cái phần này là phần sau. À cái phần này phần trước lộn. Phần này là phần trước nè mấy chị. Phần trước nè hồng ren. Chốt giùm em hồng ren nha mấy chị nha. Nói chung là 60-100kg vi vu hồng ren. Chị nào chốt hồng ren chốt giúp giùm em hồng ren ha. Đỏ chữ của Trịnh Hằng. Chị Trịnh Hằng bên em là buổi trưa live 2 giờ, tối live 8 giờ 30 và không gọi điện chốt hàng. Chốt hàng qua tin nhắn nha. Cho nên lỡ có cộng lộn tiền hay cái gì ha. À, hàng có lỗi gì thì chị cứ báo em xử lý ha. Trịnh Hằng nè. Trịnh Hằng nhắn tin cho Trịnh Hằng luôn. Nhắn tin cho Trịnh Hằng. Thôi tí, tí con đưa đồ lên đây gì tự xếp cho đưa lên đây. Rồi con ra kêu con nhắn tin hay gì đây. Hồng ren của Liêu Ngọc Huế. Liêu Ngọc Huế nè. Liêu Ngọc Huế 106 của Liêu Ngọc Huế. Dạ. Em thì nói chung là cũng dễ chịu, cho khách dễ chịu chị Trịnh Hằng. Tại vì khách của em toàn người lớn không à. Liêu Ngọc Huế nè. Liêu Ngọc Huế ghi cho đàng hoàng nha. Rồi xin địa chỉ số điện thoại hai bạn đó, hai chị đó. Liêu Ngọc Huế. Mấy chị đừng cho địa chỉ số điện thoại trên like. Con này xinh nè. Con này ở sau có đường cắt nè. Rồi cứ 60. À, đây mấy chị, chốt giùm em nè, chốt giùm em là sọc xanh nha. Vải sọc xanh đẹp lắm. Chốt giùm em sọc xanh cũng 60-100kg sọc xanh. Vậy nào chốt sọc xanh, chốt giúp giùm em sọc xanh. Sọc xanh 60-100kg sọc xanh nha mấy chị nha. Sọc xanh 60-100kg. Rồi chốt tiếp giùm em nè mấy chị. Con này form dài, dễ thương ha. Con này mà chị nào lùng lùng là thành cái đầm rồi nha. Con này mà chị nào lùng lùng là thành cái đầm đó ha. Mấy mấy một áo 106 Huyền Nguyễn. Rồi con này chốt giùm em là màu gì ta? Hồng chữ, chốt giùm em hồng chữ ấy. Nói chung mấy con này mấy chị mặc cái form sướng, form thành form giáo quần hoặc là thành cái đầm ngắn ở trên đầu gối. Chốt giùm em hồng chữ nha. Rồi hồng chữ mấy chị ơi, hồng chữ. Chị nào chốt còn trắng nhiều lắm nha. Hàng này thì đen không có rồi đó. Để coi được cái đen này cho chị Minh thử. Đây là like mấy cái trắng mà ta định nói vậy. Rồi chốt giùm em đen. Đen cũng form dài nè mấy chị. Đen form dài. Đen form dài giáo quần. Đen này dưới 90kg nè. Đen form dài giáo quần. Chị nào chốt đen đâu chốt giùm em 106 đen. Sọc của chị Anh Phương nè. Cái sọc này vải đẹp lắm. Sọc 106 của chị Anh Phương nè. Sọc này 106 của anh Phương nè. Xếp mấy cái bịch dùng lại nè. Sọc của anh Phương. Đen dưới 85-88kg. Trắng hơi bị nhiều. Mấy con này là hợp với dáng mày hả cô gái. Nè thấy trắng đẹp không? Trắng nhìn không cũng mê nữa. Trắng. Đưa cái này lên giật liền nè. Đưa cái con trắng này lên giật liền, nhất là những chị size lớn. Này trời ơi coi cái form nè mấy má. Trắng dây kéo, trời ơi đẹp không. Trắng dây kéo nè. Ê ở trước rất là lạ nha. Trắng dây kéo này chị nè, từ 75kg trở lên đó ha. Đây chị Trình Hằng. Ồ trắng dây kéo quá trời xuất sắc luôn á.
trắng dây kéo chị nào 75-70kg trở lên nó mới đẹp, hoặc là mặc mặc theo form rộng. Chốt giùm em trắng dây kéo 160, con này đẹp độc lạ. Đen của Phượng Chức nè, 160 của Phượng Chức. Chốt giùm em trắng dây kéo, có một con trắng dây kéo. Trắng dây kéo một con nha. Vậy là chốt trắng dây kéo một con, chốt giùm em trắng dây kéo. Trắng dây kéo có một con. Áo trắng của Thao Nguyễn Bến Tre nè. Nè chị Thiện, Thao Nguyễn Bến Tre. Mày có ghi được không? Sao mày ngồi mày im ru vậy chị Thiện? Xếp đàng hoàng nha. Má ơi, cái đẹp thì form lớn, tốt đẹp ha, con trắng đẹp. Rồi tiếp tục nha mấy chị nha. Con này cũng đẹp nè Hiếu. Con này cũng đẹp nè Phương. Đây, con này đẹp. Trời ơi, con này xinh quá, áo mà nó về mê quá mấy chị. Chốt giùm em con trắng xẻ tà ở sau nè. Chốt giùm em trắng xẻ tà, đẹp ha. Rồi, chốt giùm em trắng xẻ tà. Trắng xẻ tà này dưới 92kg, 60-92kg vừa. Chốt giùm em trắng xẻ tà. Chị nào chốt con trắng xẻ tà, chốt giùm em mấy chị đọc theo cái cú pháp em nói nha, chứ không là nó sẽ bị lộn mẫu à. Trắng xẻ tà. Rồi chị nào chốt trắng xẻ tà, chốt lên giùm em trắng xẻ tà. Trắng xẻ tà của Hoàng Hiểu Phương này, đây. Gửi cho đàng hoàng nha. Hoàng Hiểu Phương trắng xẻ tà nè. Mấy chị muốn trắng đúng không? Để em lên một lô trắng nha mấy chị luôn. Trắng xẻ tà của Hoàng Hiểu Phương nè. Trắng dây kéo khách lấy rồi. Rồi tiếp tục. Trắng dây xanh nè. Chốt giùm em trắng dây tím ha. Trắng dây tím nè mấy chị. Bộ mấy con này mà mặc với sọt là cái vải này không thấy mập nha. Trắng dây kéo dưới 92kg. Á à, lột à, trắng dây xanh dưới 92kg. Trắng dây xanh. Chị nào chốt trắng dây xanh, chị Hiền đừng có cãi, tại vì em đọc theo máy em chị ha. À, chị Hiền, chị lựa đi. Hôm nay em về 1000 áo lần sẽ có cái trắng dây kéo trùng lại, nhưng mà em chưa biết lúc nào thôi. Sẽ có mấy chị chứ không phải là không có nha. Cái gì vậy? Đứa nào vậy? Trắng dây xanh. Rồi chốt giùm em mấy chị, chốt giùm em con này là 65-100kg nè. Trắng 63. Trắng 63 là sao? Chị ơi, chị đọc theo cái kiểu giống như cú pháp của em đọc, em kêu là ừ trắng dây xanh thì nó sẽ trắng dây xanh nha. Rồi chốt giùm em là Mickey xanh. Mickey xanh 65-100kg Mickey xanh. Chị nào chốt Mickey xanh, chốt giùm em Mickey xanh ha. Mickey xanh. Em có Mickey cam mà mấy con này mặc với sọt đẹp lắm. Mickey cam. Mickey cam mấy chị ơi. Mickey cam. Thao Nguyễn Mickey xanh nè. Rồi đây là Mickey tím nè. Mickey tím 3 cái. Mickey cam nè. Mickey tím nè. Mickey xanh nè. Mấy cái này mặc với sọt mê lắm ha. Mặc với sọt rất là mê. Mặc với sọt mê lòi le luôn á mấy chị. Mickey nè. Rồi lên tiếp nha mấy chị nha. Lên tiếp áo à, để cắt cái cục áo trắng. Lên nha mọi người lấy áo trắng. Lên tiếp màu trắng. Hàng này là mấy chị muốn nôn cũng có được. Hàng này muốn nôn cũng được. Tí ra tí. Con qua con ngồi bên đây nè tí. Con mở mấy cái áo ra cho dì lai cho mau rồi tí. Bây giờ mà còn ngồi. Còn thích ra đây. Đó. Con mở áo trắng luôn. Rồi. Chốt giúp em nè 70-100kg áo chuột dễ thương ha. Áo con chuột nè mấy chị. Áo con chuột 160.000. Hàng này hàng sướng lắm mấy chị ơi. Hàng này mặc sướng lắm. Chốt giùm em áo con chuột. Áo này tới 100kg nè. Áo con chuột. Rồi tiếp tục lên nha mấy chị. Đây là một con áo sọc. Con này size nhỏ dưới 70kg. Áo sọc 160.000. Áo sọc vải co giãn. Chốt giùm em mã sọc nha mấy chị nha. Mã sọc. Áo co giãn. Mã sọc. Đây áo xỉa tà. Hồi nãy ai chưa chốt xỉa tà. Áo trắng xỉa tà ai chưa chốt nè. Dây kéo xẻ tà của Nguyễn Thu Huyền nè. Trắng xẻ tà của Nguyễn Thu Huyền nè. Nguyễn Thu Huyền kéo lên coi thử. Nguyễn Thu Huyền đây. Ghi Nguyễn Thu Huyền 160 nè. 160 chị Ngọc Nga. 160. Rồi chốt giùm em xanh lá cây. Xanh lá cây 70-100kg. Màu đẹp ha mấy chị ha. Xanh lá cây 70-100kg. Xanh lá cây. Chị nào chốt xanh lá cây, chốt giùm em xanh lá cây.
Rồi lên tiếp tục mấy chị ơi, lên tiếp tục giúp em ha. Đây, con này là mấy chị bà Phương, bà không dành tôi làm con, bà Phương ở đây. Chốt giùm em xanh trắng phối xanh, đẹp ha, ở sau lưng nè. Trắng trắng phối xanh, trắng phối xanh form rộng luôn ha. Nói chung là 65 đến 100 tí trắng phối xanh. Chị nào chốt trắng phối xanh chốt giúp giùm em trắng phối xanh. Con này là ren nè, đẹp ha mấy chị. Chốt giùm em ren gấu, con này ren đẹp ghê luôn á mấy chị ơi. Con này là hàng độc nè, ren gấu 160.000 ren gấu. Chị nào chốt ren gấu chốt giúp giùm em ren gấu nha. Ren gấu 160.000 ren gấu. Chị nào chốt ren gấu chốt giúp giùm em ren gấu. Trắng phối xanh của Trịnh Hằng, con này đẹp á chị Hằng. Trắng phối xanh của Trịnh Hằng 160 nè. 160 của Trịnh Hằng. Ren gấu của Nguyễn ren gấu của Nguyễn Thu Huyền nè. Nguyễn Thu Huyền, cho anh bút lông vô đây con. Nguyễn Thu Huyền ren gấu nè. Nguyễn Thu Huyền ren gấu nè. Rồi tiếp tục mấy chị, đen hoạt hình. Đen hoạt hình này chị nào size 75 đến 100 kg bút nè. Đen hoạt hình. Chốt giùm em đen hoạt hình, bé Nè lấy cái này được nè chị Minh. Đen hoạt hình. Rồi lên tiếp cho mấy chị ha. Lên tiếp cho mấy chị. Con này là form dài à. Con này giống như đầm trắng form dài à. Con này đầm trắng form dài. Đầm trắng form dài. Đầm trắng form dài dưới 80 kg thôi nha. Áo xanh nè chị, áo xanh form đẹp ha. Áo xanh. Ôi con quá trời đẹp. Áo xanh. Áo trắng form dài. Mai về một lô quần sọt với quần rinh mấy chị phải ngóng giúp em nha. Cái này là xanh da trời nè. Xanh da trời. Xanh da trời 160. Đừng mở nữa. Xanh da trời hoặc hình nó còn có màu hồng, hồng nữa nè mấy chị. Còn màu hồng nữa nè ha. Gì anh? Trên trên lấy gì ạ? Ren gấu không? Mấy cái này mỗi mẫu nó có một cái à. Đầm phơm trắng là đầm là dưới 85kg phơm trắng. Ồ hôm nay đồn vậy mà mấy chị không chết với em làm con mấy chị luôn, coi tay nè. Ồ hôm nay đồn vậy. Nè cái này nó giống như cái đầm này nha mấy chị. Cái này nó giống như cái đầm vậy nè mấy chị ha. Cái này y chang cái đầm. Đây. Ồ đẹp không? Chốt giùm em là đầm. Chốt giùm em đầm 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 ren đi. Đầm tay ren con này 160. Đầm tay ren là hàng độc nè nha. Đầm tay ren là hàng độc nè nha mấy má ơi. Tiếp tục nè, đầm có cổ nè. Tiếp tục đầm có cổ 160 màu hồng là đẹp ha mấy chị ha. Ôi phơm nè. Ôi phơm nè, đầm này là phơm ngắn trên đầu gối cả khúc đó ha. Rồi chốt giùm em hồng này. Hồng này cũng từ 75kg tới 100kg. Chốt giùm em đầm hồng 160 nè. Đầm hồng 160. Đầm tay ren Nguyễn Thu Huyền 160 nè. Chốt giùm em mã cam, trời ơi con mã cam này Phương mày trắng bóc, mày mặc con này lại là chết mẹ luôn ở đây. Đầm tay ren khách lấy rồi Liêu Ngọc Khuê. Con này chốt giùm em mã cam chữ nè. Mã cam chữ 160.000 mã cam chữ. Đây đây đây, ai chốt trắng có trắng đây. Chị Liêu Ngọc Khuê bữa thứ hai là chị có một món 140 nha. Đầm có cổ hồng của Dung Trần này nè, chế Dung Trần 160 xếp đàng hoàng chế Dung Trần. Trời ơi con trắng nè. Con trắng đẹp chưa? 70 đến 100kg chụm mẹ nó đẹp nè. Chốt giùm em là trắng phối 3 màu. Trắng phối 3 màu nha. Trắng phối 3 màu quý vị ơi. Con này size nhỏ nè. Cam chữ của Linh Huỳnh nè. Linh Huỳnh cam chữ 160 nè chị Thiện. Linh Huỳnh không có dấu. Cam chữ 160. Đủ mẹ có. Cái gì vậy bà Kim Trinh? Chốt cái gì mà đủ mẹ có trong này với bà nội? Trắng ban màu của Lê Kim Nga nè. Đưa bớt cái bút lông lên cho gì vậy? Không để đâu. Bỏ dưới nè. Đưa bịch kia ra. Đưa bóng bịch kia ra. Không, cái bịch này con mở ra. Rồi ghi Lê Kim Nga đi chứ Thiện. Lê Kim Nga 160 nè. Dạ để dồn bill để nói cho chị biết chứ không chị hỏi cái đó là cái gì nè. Cái đầm như em mặc hết rồi chị Vũ Vũ Hoan. Trắng phối 3 màu, trắng phối 3 màu giờ hiện giờ hết đó, để chút em kiếm được cái nào chị lên lại nha. Chị chốt lại. Mấy cái này mai cho chị Thiền ở nhà đã like được nè. Chiều mai chút nữa gì like xong 4 giờ còn bắt like cũng được không sao. Rồi đây nè mấy chị, con này mấy chị mặc cái sọt được nè. Chào chị, người miền Bắc lạnh lắm rồi nè, em thích cả dài. Đây mấy chị ơi. Nè con trắng này mấy chị mặc cái sọt được nè. Chốt giùm em con trắng này dưới 95kg. Chốt giùm em trắng dưới 95kg. Trắng dưới 95kg ha. Trắng dưới 95kg. Chốt giùm em trắng phối tay đỏ. Chốt giùm em trắng cổ tim.
đẹp ha. Trắng cổ tim này khoảng cỡ dưới 92-95 kg trắng cổ tim. Chốt giùm em trắng cổ tim nha. Hello chị. Trắng cổ tim mấy chị. Trắng cổ tim. Rồi tiếp tục vực lại tinh thần chưa bà nội. Ớn ăn bà thiệt hay chứ. Đầm hồng có cổ khách lấy rồi. Nè chốt giùm em con cái đen cây xương rồng nè, 70-100 kg đen xương rồng. Chị nào chốt đen xương rồng 70-100 kg chốt giùm em. Trắng cổ tim của chế Huyền Nguyễn nè. Hiền Nguyễn nè, trắng cổ tim 160 của Hiền Nguyễn xếp lại. À xin lỗi xin lỗi. Hami Nguyễn trước em xin lỗi nha. Em xin lỗi. Chốt giùm em xanh lá cây. Xanh lá cây phơm trơn, tà trước ngắn tà sau dài. Xanh lá cây 70-100 kg luôn, xanh lá cây. Xanh lá cây mấy chị. Quần rin là mai có nha. Không báo với mấy chị là rin mai em có đó. Nè trắng đẹp nè, ai muốn trắng có trắng đẹp nè, trắng cô gái xinh không? Ôi, hàng này hàng độc nè. Trắng cô gái dưới 87 kg. Chốt giúp giùm em trắng cô gái. Quần rin mai có nha Nguyên Võ. Chốt giùm em trắng cô gái. Rồi chốt lên giùm em áo tím nè mấy chị. Áo tím này form 90-100 kg là đẹp không? Cái này form giấu quần nè ha. Mai có rin với sọt luôn. À, chốt giùm em là áo à. Áo tím cái này giống như chân váy giống như đầm á. Trắng cô gái của Phương Thảo Nghệ An nè. Phương Thảo Nghệ An 160. Chốt giùm em là áo à, áo tay beo đi. Áo tay beo này chị nào 90-100 kg hốt nè. Áo tay beo ha. À. Dạ chị Dung nhắn tin vô phò vô trong tin nhắn á Bảy ơi, để bill lại mai chị mua rin nào đi luôn. Nói vậy cho anh Phú anh biết mấy chị dặn ở đây anh không có nhớ đâu nha. Thật lòng. Ê con này hàng độc nè. Hàng độc nè, thấy chưa? Chốt giùm em cam dây. Chốt giúp giùm em cam dây 70-100 kg, cam dây 160. Đi rồi, chụp hình đi rồi. Chụp hình là đi rồi đó bà Nguyễn Thị Nội. Xanh lá cây của chị Phương Trần nè. Xanh lá cây của chị Phương Trần. Chính lụi hả? Phương Trần này của ai vậy? Phương Trần là chính lụi nè. Rồi tiếp tục. Hồng nhũ mấy chị, hồng mà có nhũ nha. Đây, hồng mà có nhũ cũng vậy 70-100 kg. Hồng nhũ này đẹp lắm. Chốt giùm em hồng nhũ. Cái con cam đang dây là mấy chị nên lấy nha. Con cam đang dây đẹp lắm. Cam đang dây. Rồi lên tiếp mã trắng. Trắng hàng độc nè. Trời ơi sao mấy cái con trắng nó đẹp ghê. Mấy chị coi trắng nè. Ồ dễ thương không. Trắng chốt giùm em là trắng cầu vồng. Trắng cầu vồng. Đi rồi. Chốt giùm em trắng cầu vồng mấy chị. Trắng cầu vồng. Rồi chốt giùm em con xanh ngọc nè. Cam của Thanh Hoa nè. Cam của chị Thanh Hoa nè. Cam 160 của Thanh Hoa. Hồng nhũ của Huyền Nguyễn. Cái gì cái bài vậy? À đây. Huyền Nguyễn Đà Nẵng nè nha. Huyền Nguyễn 160 nè. Anh Phương chốt áo xanh đi chị. Đây đưa đây cho Phước nè. Cam dây khách lấy rồi. Hồng nhũ trắng cầu vòng của Phương Thảo. Ghi nè, ghi Phương Thảo Nghệ An. Nghệ An trắng cầu vòng 160. Cam dây khách lấy rồi. Chốt áo xanh em nha. Áo xanh mà, áo xanh mà loại 100 kg này á hả chế. Áo xanh tay beo hả chị Anh Phương. Anh Phương áo xanh tay beo nè. Nhắn nhắn tin cho chị qua Facebook Ý Yên chút chị xử lý cho anh nè Nguyễn. Trắng cầu vòng khách lấy rồi. Trắng cầu vòng khách lấy rồi 160 bé heo. Chốt giùm em áo xanh nè. À xanh áo mỏi mỏi. Đưa lại cái xanh này. Xanh này nè chị Anh Phương lấy xanh này nè. Chị Anh Phương lấy xanh này nè. Không kem có 1 cái nha. Tú cẩm cho chị em số điện thoại để chị em like xong chị em gọi cho em cho. Em lựa trên like cũng được mà em lựa như thế nào cũng được. Lính nha mấy chị. À em chốt chị cái áo màu xanh mà trước đó có mấy cái này nè. Lính. Lính có một cái mấy chị. Dễ thương ha. Lính có một cái này dưới 95 kg cũng vừa. Chốt giùm em lính. Lính có một mã thôi nha. Cho nên mấy chị tranh thủ chốt sớm. Nè con sọc trắng nè. Chốt giùm em con sọc trắng nè mấy chị. Không phải xanh đó mà đưa cái của anh Phương lại đi. Vậy chị chốt cái xanh này hả? Chị chốt cái xanh tay beo phơm dài giống cái đầm hả chị Anh Phương? Hay là chốt cái xanh nào? Mở cái này nè.
hoặc là cái này người ta gọi là xanh ngọc, xanh ngọc trái cây đó. Chị chốt xanh ngọc trái cây hả? Vậy Ken Trinh nè, Ken Trinh 106 của chị Ken Trinh nè, hay là chị chốt xanh là có bún trái cây, chốt giùm em nha. Lính của Ken Trinh, con trắng sọc này đẹp này nè, ở trước mấy chị thấy gì phải không, ở sau nè đẹp không. Rồi chốt giùm em trắng sọc xanh bên đùi, chị lấy xem lại đó, xanh bên đùi à, xanh bên đùi mà chị lấy lại, em lấy lại chị xem là xanh này hả? Trời ơi, chị phải chốt là xanh lá cây xanh này đúng không? Ok chưa? Áo màu trắng nhiều lắm. Đây. Đây. Xanh mấy bài này chốt hàng mệt ghê, nhất là cái bài Đặng Hồng Anh chốt cái gì xanh đậm. Kiều Phan xanh ngọc comment trước là Kiều Phan là cái này hả Kiều Phan? Kiều Phan cái này đúng không? Rồi Kiều Phan nè, có thử Kiều Phan nào nhắn tin. Kiều Phan nhớ giùm con Kiều Phan. Chốt giùm nè, trắng nhiều lắm, trắng mà hôm nay về 1000 cái lận. Hôm nay em về 1000 cái là nói thật có mấy chị. Em xây camera ra cho mấy chị coi 4 bao hoa tải hàng rồi. Đâu thấy chưa vậy? Thấy con rồi. Thấy cái cột. Đó, mấy chị thấy hàng chất không? Thấy con. Hàng hôm nay còn cái mặt mày à, đi chỗ khác giùm cái đi. Có hàng con lấy không? Xanh đậm. Có hàng mày lấy chi? Cái áo trắng sọc này đẹp lắm nè, áo lính còn. Chị nào lấy áo lính chốt giùm em áo lính nha. Rồi chốt giùm em xanh bơ loan. Xanh bơ loan con này là mặc với quần rin là mê nè, bao phê luôn. Xanh bơ loan. Chị nào chốt xanh bơ loan chốt giùm em, cứ nói chung là 70 đến 100 kg phơm giáo quần á. Xanh bơ loan nha. Rồi chốt giùm em con hồng ruốc, con hồng ruốc này phơm ngắn nè. Con hồng ruốc chốt giùm em hồng ruốc 160. Hồng ruốc 160. Hồng ruốc 160 nha mấy chị nha. Hồng ruốc 160. Rồi chốt giúp giùm em con đen. Ôi ôi con đen chữ X nè, đẹp không? Chốt giùm em đen chữ X. Đen chữ X 160. Còn tắc áo size con này là gì? Còn tắc áo size con này là gì mấy chị? Ôi nói nghe này, nói tiếng Việt đi bà nội. Nè nè nè, hàng độc nè, nãy giờ mới thấy con hàng độc nè. Áo này là phơm giấu quần nè, dễ thương không? Áo cáo cổ mà phơm giấu quần. Con này dưới 90 kg. Con này dưới 90 kg nha mấy chị nha. Chốt giùm em là áo đen có cổ. Chốt giùm em áo đen có cổ và hồng có cổ. Có hai món nha. Đen có cổ và hồng có cổ. Cắt màu trắng đi tí. Tí ơi con cắt một con kiếm một cục hàng trắng con cắt cho mấy cô đi. Đen chữ X của Thu Liễu Lê Thị nè, 106 của Thu Liễu Lê Thị. Đưa cho anh chị Thiện không? Đen có cổ mấy chị. Đen có cổ. Cắt đây lựa trắng cắt cái tí được không mọi người kêu nữa. Đen chữ X. Nè trắng là trắng giống như hai cái áo nè mấy chị, ở trong nó có cái tay dài nè. Con này thì khoảng cỡ dưới 80 kg thôi. Chốt giùm em là trắng tay sọc nha. Trắng tay sọc dưới 80 kg. Trắng tay sọc 160. Hồng có cổ của bé Ken Trinh. Ken Trinh 160. Bỏ trắng đi con. Đây mấy chị, con này là chốt giùm em trắng chữ Pháp. Con này dưới 82 kg. Trắng chữ Pháp. Trắng chữ Pháp nha. Trắng chữ Pháp. Con này đẹp nè. Con này hàng độc nè quý vị. Con này mà nè, con này coi túi rách nha. Không có cổ khách lấy như chút nữa như chốt như đừng cho số điện thoại sau. Cứ chốt lên đi rồi mình từ từ mình em. Không có cổ còn của ai nè. Không có cổ của, không có cổ của Nhi Trần nè. Không có cổ của Nhi Trần 106 nè. Nè con hàng độc nè mấy má, dưới 92-93 kg nè, túi rách nè ha. Túi rách nè nha, coi ở sau lưng nè. Trời ơi, chốt giùm em là trắng túi rách. Con này đẹp quá. Con này 70-98 kg cũng vừa nữa. Chốt giùm em trắng túi rách. Trắng túi rách nè mấy chị, trắng túi rách. Chị nào chốt trắng túi rách, chốt giùm em trắng túi rách nha. Trắng trắng tay sọc của chị Ô Huy Mỹ Phượng nè. Ô Huy Mỹ Phượng 106 nè. Trắng, cái con trắng túi rách này mà mặc với sọt nhìn hơi bị phong độ luôn nha mấy má. Nè hồi nãy cái con đầm tay ren chị nào chưa lấy chốt nè. Đầm tay ren chị nào chưa lấy chốt con đầm tay ren trái tim nè. Chốt giúp giùm em con đầm tay ren trái tim đi mấy chị. Sọ trắng tiếp đi con. Sọ trắng. Rồi tiếp tục mấy chị. Tiếp tục nha. Đầm trắng mít, con này là đầm trắng Mickey nè. Nó cái kiểu nó phơm vừa là phơm giáo quần vừa là phơm đầm, mấy chị mặc ở trong một cái quần quần sọt đen là được rồi ha. Chốt giùm em đầm trắng Mickey nè, cũng vậy cũng một size mấy chị, đầm trắng Mickey.
Con này phân ngắn nè, con này để mặc với sọn, nhưng mà con này dưới 75 kg đẹp ha. Con này dưới 70, con này dưới 72 kg nó mới đẹp. Chốt giùm em là trắng rách của chị Huyền Nguyễn nè. Trắng rách của Huyền Nguyễn nè. Con đầy mấy cái bút lông là nha. Huyền Nguyễn trắng rách nè. Con này dưới 70 kg thôi mấy chị. Con này dưới 70 kg. Chốt giùm em là trắng trai gái nè. Trắng trai gái dưới 70 kg, trắng trai gái. Chị nào chốt trắng trai gái chốt giùm em trắng trai gái nha. Trắng trai gái. Trắng trai gái mấy chị. Trắng luôn. Ờ cái trắng tiếp đi con. Qua có mua 7 màu quá. À, trắng trai gái này size nhỏ nha mấy chị. Trắng trai gái của Lưu Ngọc Huê nè. Lưu Ngọc Huê 160. Lưu Ngọc Huê 160. Đây mấy chị. Mà con này bụi. À, chốt giùm em mà trắng trai gái khách lấy rồi Thu Phong. Con này người ta gọi là trắng pha trắng trắng chốt thật đây. Trắng nha. Trắng chữ nâu đi mấy chị, trắng chữ nâu 70 đến 100 kg, trắng chữ nâu. Trắng chữ nâu 70 đến 100 kg nha. Rồi chốt giùm em con này dưới 75 kg nè, trắng cô trắng mặt cô gái này đẹp ha. Cái này phun sâu nè mấy chị, con này mặc cái quần rinh mà đóng thùng vô tém tém chút là hơi bị dễ thương. Dạ con này nó có một cái vết dơ mà về mấy chị giặt được, cho nên chốt giùm em là trắng này dưới 75 kg, chốt giùm em trắng 130. Trắng 130 là trắng này nha. Hả? Trắng 130 ngàn. Chị nào cầm trắng hút hút con này cho em. Trắng phơm giấu quần nè. Chốt giùm em trắng chữ. Đẹp ha. Trời ơi con này đẹp quá trời. Trắng cô gái 130 của Lê Kim Nga nè. Trời ơi con này chị nào chốt con trắng chữ màu này là hơi bị sung sướng luôn á. Trắng chữ màu. Rồi chốt giùm em là trắng em bé radio. Trắng em bé radio dưới 95 kg. Trắng em bé radio. Rồi lên tiếp nha. Con này mà lên mấy chị không giật làm. Con này giống như chân, giống như cái đầm này. Con này là đầm chứ không phải giống gì nữa hết á. Bé Hào chốt cái trắng không là tôi thua đó. Đây. Rồi ơi coi nè. Con này là đầm này nha. Con này đầm là trắng chữ của Nguyễn Huyền nè. Rồi con này chị Huyền chốt là hơi bị trúng mánh luôn. Trắng chữ của Nguyễn Huyền xin địa chỉ số điện thoại tới giờ. Con này là cái đầm nè. Chốt giùm em đầm chữ cam dưới 90. Đầm chữ cam dưới 92, 93, 94 cái đầm chữ cam. Đầm chữ cam nha mấy chị nha. Đầm chữ cam. Chị nào chốt đầm chữ cam chốt lên giúp giùm em đầm chữ cam. Đầm chữ cam. Cái con đầu tiên mà bé Phương nó chốt nè. Cái con mà vừa là chân áo giấu quần, vừa là ở sau có ren nè. Sẽ ló cái lưng ra rất là đẹp nha. Đây ha. Trắng chữ màu khách lấy rồi. Chốt giùm em là. Trời ơi, con này đẹp quá. Con này chốt là giờ mấy chị chốt cho em là trắng. Trắng ren đây nè, ở sau lưng có ren nè, phom dài giống như phom giấu quần hoặc là chân váy ha. Nguyễn Huyền này 886 nè. Hai con này đều xuất sắc. Hai con này đều xuất sắc nha. Nguyễn Huyền nào vậy anh? Bà lấy cái gì vậy? Rồi tiếp tục nha. Áo sọc. Rồi áo sọc bán cho mấy chị giá nhiêu? Ở đâu lộn vô cái này tào lao chưa? Vải rất là đẹp nhưng mà con này dưới 70 kg nè. Rồi chốt giùm em là sọc đỏ đi. Sọc đỏ bán mấy chị 90 ngàn đi. Tự nhiên lộn đâu vô con lỗ lòi le. Rồi lên tiếp nha mấy chị nha. Rồi lên tiếp. Chốt giùm em. Con này bị lỗi nè. Rồi đó chốt giải quyết cái hàng lỗi. Nó bị lỗi. Rồi con này mấy chị. Con này là khoảng cỡ từ 80 đến 95 kg. À 80. Con này bị lỗi luôn. Lỗi mấy chị ơi. Lỗi. Đây đây con ren này nè. Ở trước là ren nha. Chốt giùm em là ren hoạt hình. Ren hoạt hình cả hai cái. Chốt giùm em trắng ren hoạt hình. Trắng ren hoạt hình mấy chị. Ê con này đẹp nè. Trắng kim tuyến. Thôi nè con này mà mặc với đại khái mấy cái này mặc sướng lắm. Nè trắng kim tuyến nè. Rồi trắng kim tuyến chữ. Con này dùng từ là hơi bị sang chảnh luôn. Trắng kim tuyến chữ mấy chị. Trắng kim tuyến chữ.
trắng thêm tiếng chữ. Rồi chốt giùm em con trắng 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 hoặc hình tím. Trắng hoặc hình tím, mấy con này là nói chung là 70 đến 100 kg trắng hoặc hình tím. Chị nào chốt trắng hoặc hình tím, trắng kim tím của bé heo. Con trắng kim tím đẹp lắm nha, đẹp cực kỳ. Trắng kim tím của bé heo nè, 160. Màu khác, ok. Chốt giùm em đỏ nha mấy chị. Đỏ phôm dài giống như đầm nè. Đỏ phôm dài, chốt giùm em đỏ phối trắng. À, đỏ phối trắng, quần rin là mai. Đỏ phối trắng. Đỏ phối trắng, đỏ phối trắng. Đây đôi mà đẹp hết rồi. Đỏ phối trắng, quần rin là mai nha. Rồi, con này giỏi không giật đi. Con này giỏi mấy chị không giật đi, dưới 92 kg. Dưới 95 kg, chốt giùm em xanh đen. Đẹp ha mấy chị ha. Trời ơi coi nè, trắng kim tuyến thích lấy. Chốt giùm em con xanh đen. Mở màu đi con. Xanh đen. Đầm đỏ vẫn còn nha. Trời ơi con này là mặc lên hơi bị mê. Con này mặc lên giống như áo giáo quần hoặc là phơm ngắn nó đẹp lắm mấy chị. Rồi chốt giùm em đỏ phối trắng. Con này là áo Mickey nè. Mickey hồng ruốc, con này dưới 90 kg. Chốt giùm em Mickey hồng ruốc, 160. Mickey hồng ruốc. Xanh da trời loan nè. Xanh da trời màu loan. Xanh da trời màu loan. Xanh bơ màu loan. Da trời màu loan, xanh bơ màu loan. Còn ở đây là tím màu loan nè. Tím màu loan. Tím màu loan nè. Rồi tiếp tục mấy chị. Chốt giùm em đen. Đen hình sau lưng. Đỏ phối trắng của chị Hương Chu. 160, đỏ phối trắng của Hương Chu nè. Đỏ phối trắng của Hương Chu. Chốt giùm em là đen. Xanh đen 85 kg của Phương Lý. Con xanh đen là đẹp lắm Phương Lý. Phương Lý 160 ngàn. Phương Lý 160 ngàn. Mai mới có quần chị. Chốt giùm em đen đen sừng tê giác. Đen sừng tê giác dưới 90 kg cũng vừa. Đen sừng tê giác dưới 85 kg cho nó đẹp. Chốt giùm em đen sừng tê giác nha. Đen sừng tê giác. Đây mấy chị. Chốt giùm em sọc cam. Chốt giùm em sọc cam dưới 90 kg vừa. Sọc cam. Sọc cam dưới 90 kg vừa. Rồi chốt giùm em xanh xanh gì đây, gọi là xanh nhớt đi mấy chị. Xanh nhớt. Trắng. Vừa. Trắng ren sau lưng. Mới vừa xếp xong cái trắng ren sau lưng này. Trời ơi cái trắng ren sau lưng nhá, nó hay lắm nha. Cái trắng ren sau lưng nó hơi bị hay và bị lạ luôn á chị. Trắng ren sau lưng của Kim Khánh Trần Thị. Bên em không gọi điện chốt hàng và không cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Đen sừng tê giác của Nguyên Thảo. Nguyên Thảo đen sừng tê giác. Kim Khánh Trần Thị, đừng có cho địa chỉ số điện thoại trên này. Rồi đây Kim Khánh Trần Thị nè, con cầm này. Kim Khánh Trần Thị đen sừng tê giác. Con này là con đầm nè. Con đầm trắng nè mấy chị. Con này dưới 90 kg cũng vừa, dưới 92 kg cũng vừa. Con đầm trắng. Con đầm trắng này lạ lắm. Gì vậy? À, con hàng độc nè mấy chị, xanh nhớt khách lấy nãy giờ rồi. Nè hàng này độc nè, 90 đến 100 kg. Chốt giùm em là chốt giùm em là áo xanh ba con áo xanh ba con thỏ nha. Áo xanh ba con thỏ. Áo xanh ba con thỏ. Xanh ba con thỏ, xanh ba con thỏ. Em nhận được đầm rồi, vừa đẹp lắm, cảm ơn gái. Xanh nhớt khách lấy rồi. Xanh nhớt khách lấy. Ủa xanh xanh nhớt là cái này hả Nguyên Thảo? Ủa lộn lộn Thảo ơi, xanh nhớt là cái này hả Nguyên Thảo? Xanh nhớt nè. Có xếp quần dài đi tiệc chưa Kim Anh ơi? Cũng có xếp quần dài mà không biết cái xếp đó chị mặc đi tiệc hay được hay không nữa. Hay là tối anh vô đi em chặt coi xếp đó cho. Rồi xanh nhớt đó. Gì vậy? Nguyên Thảo. Nguyên Thảo lấy gì? Nguyên Thảo hai cái mà. Cái xanh nhớt, cái đen hình tê giác. Rồi con này chốt, áo này có cổ là dễ thương hơn mấy chị. Chốt giùm em con đầm hồng. Con đầm hồng này dưới 92 kg cũng vừa nha, đầm hồng. Chốt giùm em đầm hồng mấy chị. Em nói rồi chị thấy đúng không?
là lính đó chị Yên là em nói rồi chị thấy đúng không, đồ chị Yên rất là ok, áo xanh ba con thỏ 85 kg, cái này của chị Phương Lý nè, nói chung là đồ của em là có sao nói vậy á. Rồi đây nè Phương Lý nè, Phương Lý cái con đầm trắng này mà mang với giày thể thao là hơi bị mê. Con này để chút treo lên là trước mấy con đầm này nè, đầm hồng mấy chị, đầm hồng này dưới 92 kg mặc mê lắm nha, dưới 95 kg cũng vừa ha. Con đầm hồng này vải hơi bị đẹp, 160 là rẻ đó mấy chị, 160 là bao rẻ luôn. Rồi tiếp tục chốt cho em con hồng, con hồng này khoảng cỡ dưới 75 kg sẽ đẹp nè, chốt cho em hồng 75 kg là em biết nha, hồng 75 kg quý vị ơi, hồng 75 kg, hồng 75 kg mấy chị. Đây chốt giùm em mã nâu, mã nâu dưới 95 kg cũng vừa, đầm hồng có cổ của Như Trần. Tí nhắn tin là con nè, Như Trần nè, Như Trần đầm hồng, Như Trần mới thay nhau, Như Trần mới là Như Trần, Như Trần đầm hồng. Rồi lên cho mấy chị con áo vàng nè, kim anh đúng không, xinh không mấy chị, kim khánh trần thị này xinh không, nó là free size hết đó mấy chị, xinh không. Áo vàng mặt cười, áo vàng mặt cười nếu mà chị nào cao cao thì thành áo giáo quần lùng lùng á, thì thành là phơm đầm ngắn ha, chốt giùm em là vàng, vàng mặt cười đi mấy chị, vàng mặt cười. Rồi chốt giùm em xanh ngọc mặt trời, xanh ngọc mặt trời dưới 77 kg là sẽ đẹp, xanh ngọc mặt trời, xanh ngọc mặt trời nha mấy chị nha. Vàng của Lon Lê, Lon Lê có món đi là 8, vàng của Lon Lê nè, xanh độc chuối, cưng không mấy chị, ồ hơi bị cưng luôn, xanh độc chuối nè mấy chị, xanh độc chuối. Mã nâu của ai vậy, của Thanh Tâm, mã nâu của Thanh Tâm, coi thử Thanh Tâm nào nè, tí nhắn tin nha Thanh Tâm, không có cà rộp tộp gái. Đây chốt giùm em con này là hot trend của tụi mới lớn này nè, chốt giùm em con mã mã đây mã gì quên này, mã xanh nam, mã xanh xanh dạ quang á mấy chị, xanh dạ quang hàng độc này mấy chị. Sao chị, dạ chị nhắn tin sau quá chị chứ không phải trước. Chốt giùm em con sọc mặt cười, chốt giùm em sọc mặt cười, sọc mặt cười này dưới 95 kg cũng vừa, 70-95 kg sọc mặt cười, chị sau chị. Đây hồng mặt cười vẫn còn, hồng mặt cười vẫn còn, hôm nay là phơm giáo quần nha, hồng 75 kg, hồng 75 kg. Em chị đọc theo cái kiểu mà em đọc từng mã chị, hồng mặt cười có con đen nè, có con đen nè mấy chị, trúng mánh nè. Chốt giùm em đen phối xanh, đen phối xanh là dưới 80 kg sẽ đẹp, đen phối xanh có khủng long đẹp ha, đen phối xanh có hai cái xanh đỏ, sọc mặt cười của Trân Ngọc nè, Trân Ngọc nè, Trân Ngọc 160 của Trân Ngọc nè, xanh độc chúa của Ô Huy Mỹ Phượng nè, Trân Ngọc Bạc Liêu còn món 60 ngàn tại nhà nha. Nè bởi nha con, nãy em đọc vậy hả? Là mẫu nào đâu Duy Huyền? Là mẫu nào? Đây là xanh mặt trời, là chị lấy cái xanh mặt trời này đúng không chị Nguyễn Huyền? Đúng không? 160 chị Nguyễn Huyền nè, sọc mặt cười có 160 mấy chị. Đừng đổi qua đổi lại, đừng có đổi qua đổi lại mấy chị. Đen phối xanh của Hải Vi, mấy chị đừng có đổi qua đổi lại. Đen phối xanh mấy cái vậy? Rồi đen phối xanh của Hải Vi nè, rồi đen phối xanh của chị Ngọc Mây Trắng nè. Mấy để im cái xuống này trên nước là cái nắng miệng quá trời. 160 của chị Ngọc Mây Trắng nè. Nè xếp lại là chị thiệt, xếp lại đây nè, có ghi rồi nè, xếp lại thôi.
Áo hồng á em. Áo hồng này chị Huyền coi rộng á nha. Muốn cho biết á. Xả cái Nguyễn Huyền cái áo xanh lại đi. Tiếp tục xanh đọt chuối. Xanh đọt chuối nè chị, xanh đọt chuối chữ nhỏ. Xanh đọt chuối chữ nhỏ nha. Rồi áo hồng con vịt. Dạ hết rồi. Áo hồng con vịt mấy chị. Hồng con vịt 70 đến 88 100 kg dừa. Khách lấy rồi Mido ơi. Lấy. Rồi chốt giúp chị em con này con đầm này chị nào dưới 72 73 kg chốt con đầm này, đầm đen. Ha, à, xanh mặt trời của chị Kiều Phan. Xanh mặt trời. Xanh mặt trời 160 của Kiều Phan nè. 160 của Kiều Phan. Cái này chị Huyền coi cẩn thận, chị Huyền hơi bị rộng đó nha. Cái con đầm này dưới 72 kg này, dưới 70 kg cho nó đẹp. Con đầm là phơm phơm ngắn là 160. Chú giùm em đầm đen phơm ngắn. Đầm đen dưới 70 kg con cái. Rồi chốt giùm em cam. Chốt giùm em cam chữ. Cam chữ bo, cam chữ bóng nè. Cam chữ bóng mấy con này mà mặc chiếc phơm giấu quần mang gì thể thao không cũng đẹp nữa. Vậy coi trả cho cấu gì Hải Vi luôn em. Coi Hải Vi đâu không? Rồi lên cho mấy chị một cái con áo 90 đến 100 kg. Chốt giùm em đen 100 kg. Đen 100 kg đi cho dễ phân biệt ha. Đen 100 kg. Đi lấy giùm cái hũ kẹo kéo rồi tí. Nãy trước cái like không chịu đi ăn trước. Một cây thôi tí. Chị chờ em 1 phút 30 giây. Của nữ này mà. Tâm sáu chị. Tâm sáu chị. Chờ chút. Lần hạ đừng biết là gì. Vàng con mèo. Vàng con mèo nè mấy chị. Vàng khét. Đẹp không? Nó lạ. Hải Vy ơi, vô cho giúp giùm em địa chỉ với số điện thoại. Hải Vy ơi, một phút nữa không có là em xả bill nha chị. Một phút nữa không có địa chỉ số điện thoại là xả bill. Rồi chốt lên giùm em đen. Đen ha. Em kế bên chị nè. Dạ nếu mà chị là khách mới là em có cho ghế nhà nha chị. Hàng em là hàng đi giao. Còn chừng nào khách cũ em mới cho ghế nhà lấy chị. Hải Vy, ông cảm giúp em. Nếu mà có hàng trong bữa chị đặt là sẽ có chị, còn nếu không có nó sẽ không có chị dầu. Hồng ruốc nè. Hồng ruốc này cũng cỡ dưới 80 kg thôi nha. Hồng ruốc phối trắng 160. Hồng ruốc phối trắng 160 mấy chị. Rồi đây nè mấy chị. Chú giùm em đen con chuột. Đen mặt trăng á. Chú giùm em đen mặt trăng dưới 85 kg. Đen mặt trăng. Đen mặt trăng dưới 85 kg. Chốt giùm em là màu xám. Có lên đập. Dạ hôm nay cái trong cái lô áo khung nó sẽ có đầm này đầm kia nè. Biết ai xế mà nói. Tuyên đã tin tưởng chị Yên chưa mà Tuyên hỏi về tài chính. Chế có tin tưởng em không mà chế hỏi về tài chính chứ không.
Hồng rút phối trắng của Nhi Trần. Hồng rút phối trắng của Nhi Trần nè. Hồng rút phối trắng của Nhi Trần. Ủa con có được hỏi cái gì nữa đâu ta? Mà người ta đó. Cái gì chờ em một tí. Đây là đây. Chốt với chị cái hồng chữ dưới 75kg em để bên phía tay phải. Cái hồng chữ dưới 75kg em để ở phía tay phải. Hồng chữ dưới 75kg mà để ở phía tay phải. Vuốt ra rồi kêu vuốt, gớm không mày? À, đưa như vậy coi có này mẫu này còn không? Từ từ để em kiếm cái hồng chữ cho bà Nguyễn Huyền cái nè. À, cái hồng chữ này á, phải không chị Huyền? Phải không? Đây, hồng chữ của chị Huyền nè. Rút phối trắng còn không như trời còn. Đưa ra hồng rút phối trắng mới đưa ra chỉ thiện ghi rồi mà. Tự nhiên hỏi cái giật mình vậy anh. Trời ơi giống quỷ ghê không. Gì đây à, chị Tương Diệu. Ba bộ đây hết sạch rồi. Trả lời đi. Con trả lời cho ba đi. Ba bộ này hết sạch rồi. Ba bộ đã hết sạch. Rồi lên tiếp. Cái Mickey này lúc đầu có rồi nè. Mickey lúc đầu có. Mickey này em có nhiều Mickey lắm. Mickey 3D nè. Em có rất là nhiều luôn. Nhiều cực kỳ. Tím. Ôi like ít người quá à. Đồ về nhiều mà like. Rồi tím nãy giờ có tím chưa. Tím này là khoảng cỡ từ 80 đến 100kg. Tím nè. Tím số nha. Mọi người chốt giúp giùm em tím số. Đây, hàng độc, đây. Có một cái duy nhất dưới 90kg thôi. Đẹp ha, trắng cô gái quý vị ơi. Trắng cô gái nha. Trắng cô gái. Chị nào chốt trắng cô gái, chốt giùm em trắng cô gái nha. Trắng cô gái, trắng cô gái. Hồi sáng thì chụp mình có cái quần rin râm ba. Vậy để nhận được và hoặc là em để kiểm tra trên đây. Nếu mà sai từ em mà còn hàng trên này thì em sẽ gửi chị không tính ship, đơn giản không. Vàng với chị, vàng này cũng 90 đến 100kg nè. À, trắng cô gái này có một cái hàng động. Nguyên ơn Nguyễn Trâm nè. Nguyễn Trâm. Đây đây, dở đây trắng cô gái nè. Rồi trắng Mickey nè mấy chị đẹp. Mấy con này đẹp quá trời, trắng Mickey. Để coi đợi xíu. Trắng Mickey dưới 85kg. Nguyễn Trâm 104 mà sao. Nè. Hàng này mà mấy chị mặc lên khỏi còn. Nè hàng này là áo ren nè. Chú giùm em trắng ren. Mấy chị thấy ở trước như vậy không. Ở sau lưng chỗ này nó có phối cái ren, miếng ren nè. Chú giùm em trắng ren đi mấy chị. Chị nào chốt trắng ren, chốt giúp giùm em trắng ren. Mấy con này đều là hàng độc rồi. Hàng độc hết đó mấy chị. Ơi cái này dễ thương nè. Áo đen này mấy chị khoảng cỡ dưới 77 áo đen này form hơi ngắn nè. Áo này khoảng cỡ dưới 75kg. Chốt giùm em là áo đen chữ F nha. Trắng cô gái 85kg khách lấy rồi Phương Lý. Bây giờ chỉ có cái trắng ren á. Bây giờ chỉ có cái trắng ren thôi. Trả tiền rồi. Trắng à, bây giờ trắng cô gái khách lấy rồi chứ ơi. Bây giờ em chỉ có trắng Mickey thôi. Hết hồng rút phối trắng rồi. Con đồ ăn mà mày cứ hửi hớp vậy tí. Đem xuống dưới rồi. Đem xuống dưới lấy cái ké đây nè. Trời ơi. Giao ké mà. Đem xuống dưới rồi con. Mở cái ké ra lấy cái ké mở cái ăn đá rồi. Tí nè. Đi mà để lâu kiểu này chắc ké ương ình hết quá. Rút phối trắng. Trời ơi, không ở còn dắp, hỏi người còn té không, không biết luôn trời. Dắp là té đó. Té là dắp đó.
Dắt là té, dắt không té. Tối quốc nữa mấy chị, view còn năm mấy sao bán. Rồi chốt cái cuối cùng đây, tối mình gặp nhau tiếp đi. À, rồi đây, hồng. À, hồng này là hồng form hơi dài nè. Hồng này dưới 95kg vừa. Rồi, lấy cái thước dây lại cho gì vậy tí. Nói nhục thì chơi qua mà. Rồi bấm tắt hay con để tối gặp nhau coi.